Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để tạo ra video nhiều màu sắc giống như cái video demo mà các bạn vừa xem. Để tạo được cái video nhiều màu sắc như vậy thì chúng ta sẽ dựa trên một cái nguyên tắc, đó là sử dụng cái công cụ có cái tên gọi là crop. Cho những video trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều cái ứng dụng của cái công cụ crop này rồi. Tuy nhiên là nếu các bạn chưa có biết cách để tạo ra cái video như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái video và mình sẽ đưa cái video này xuống dưới thanh thumbnail bằng cách là nhấp phải và chọn Add to Thumbnail. Sau khi mà các bạn đưa xuống rồi thì chúng ta sẽ căn chỉnh lại một chút nha. Mình sẽ đưa một cái video này xuống dưới cái chắc đầu tiên này, chắc đầu tiên như thế này rồi. Các bạn có thể kéo cho cái video nó dài ra bằng cách là các bạn sử dụng cái dấu cộng này nha, để cho các bạn dễ biên tập chỉnh sửa. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái video mà khi các bạn play video này thì nó bình thường như thế này nha. Các bạn xem nè, để mình tắt tiếng để cho khỏi ồn nha. Đây. Rồi. Khi mà bạn like video thì nó như thế này. Rồi. Thì mấu chốt là chúng ta sẽ chia đôi cái video này ra làm hai để mà tinh chỉnh hai cái màu sắc khác nhau. Thì khi mà video hai màu sắc khác nhau thì các bạn play lên thì các bạn sẽ thấy nó rất là đặc biệt nha. Thì để làm sao mà tinh chỉnh được hai màu sắc khác nhau thì các bạn nhớ cho mình nè, cái video mình đang có nó nằm ở cái chắc đầu tiên, và bây giờ thì mình sẽ cần thêm một cái video nữa nha, bằng cách là các bạn sẽ đưa cái video này xuống như thế này nha, và cố là kéo nó xuống như thế này đấy, có nghĩa là hai video này nằm ở hai chắc khác nhau nha. Rồi, khi mà các bạn đã có hai video rồi thì chúng ta sẽ ứng dụng cái chức năng có tên gọi là crop này để chúng ta sẽ tạo ra video với những hiệu ứng đặc biệt. Thì ở đây thì các bạn có thể chọn cái video đầu tiên hoặc là chọn cái video thứ hai đều được nha. Thì để dễ thì mình cứ mặc định là video 1 là video gốc nha các bạn, để mình làm để cho nó mặc định. Còn cái video thứ hai là video mà mình sẽ tinh chỉnh. Thì bây giờ các bạn thấy là mình đang có hai video ở cái chắc 1 và chắc 2, thì mình sẽ chọn video chắc 2 nhé. Các bạn nhấp vào thì các bạn thấy là có màu vàng nó tô nè, có nghĩa là nó đang được chọn đó nha. Và các bạn để ý mình sẽ chọn qua cái thanh công cụ có tên gọi là crop, các bạn sẽ nhấp vào như này. Thì khi mà các bạn nhấp vào cái thanh công cụ crop thì các bạn để ý nè, cái dấu tròn nha là chuyển thành cái dấu vuông ở tất cả 8 cái góc nha, 8 góc mình nhấp lại thì các bạn thấy nè, đây là dấu tròn nhé. Còn khi mình các bạn nhấp qua công cụ crop thì nó trở thành là cái hình vuông. Thì bây giờ ở cái video mà mình muốn tinh chỉnh thì mình sẽ kéo nó lại nha. Ở đây thì mình sẽ demo cho các bạn là cách chia cái màn hình này làm hai màu khác nhau, thì mình sẽ kéo nó còn một nửa như thế này. Đây, các bạn sẽ kéo ha. Nếu các bạn muốn kéo còn một nửa thì khi mà các bạn kéo ở giữa thì nó sẽ có cái thanh màu vàng nó hiển thị lên. Và dĩ nhiên là các bạn đang giữ chuột trái nhé, đang giữ chuột, còn các bạn thả ra thì nó sẽ mất như thế này. Rồi. Vẫn ở cái video chắc 2 thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi màu cho cái video này bằng cách là các bạn sẽ vào cái mục có tên gọi là Visual Effect nha. Nếu các bạn không thấy cái tab này thì các bạn sẽ nhấp vào chữ More nha và chọn bên này. Đây, các bạn nhấp vào More và chọn Visual Effect như thế này. Thế đây nó có một số cái chức năng, và nếu các bạn muốn thay đổi màu thì nó có hai cái cột, một cái cột có tên gọi là Color Dry và một cái cột có tên gọi là Color Adjustment. Thì hai cột này nó khác nhau ở một cái điểm là nếu các bạn chọn cái Color này thì nó là màu trắng đen, nó giống như cái demo mà các bạn để chuột vào thì các bạn xem nhé. Còn ở cái mục là Colorize này thì nó sẽ cho các bạn chọn nhiều cái màu sắc khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt chọn những cái chức năng này để mà demo luôn cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ chọn cái trắng đen nhé, nhấp phải và chọn Add to Selected Media. Như vậy là cái video chắc 2 đã được thêm vào cái hiệu ứng có tên gọi là Color Adjustment nha. Thì các bạn thấy là nó chuyển sang màu trắng đen đúng như là cái chức năng của nó nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào rồi thì ở bên phía tay phải này, ở cái cột là Color Adjustment này, thì nó có ba cái mục cho các bạn lựa chọn nha. Thứ nhất là cái mục là Brightness, các bạn tinh chỉnh thì các bạn sẽ để ý thấy nè, cái màu bên này nó sẽ thay đổi nè. Đấy, nha. Từ màu đen cho đến màu trắng nha. Trắng quá thì nó sẽ mất cái chi tiết, do vậy mà các bạn sẽ để cho nó mặc định hoặc là có thể có những cái tinh chỉnh nha. Có những cái tinh chỉnh ở một cột thứ hai là một contrast, có nghĩa là một cái độ tương phản đó, thì các bạn có thể là chọn nó tương phản nhiều hoặc là tương phản ít nha. Đây, cái này thì các bạn tùy vào mỗi video mà các bạn sẽ chọn cho nó những thông số khác nhau. Ở cột thứ ba là saturation, thì các bạn kéo lên thì các bạn thấy là
nó sẽ chuyển sang những cái màu khác nhau nha. Đó, do vậy mà các bạn có thể thấy là mình có thể để trắng đen hoặc là chọn thêm cái chức năng là saturation này để mà chọn những cái màu sắc khác cho nó nha. Rồi, như thế này đi. Rồi bây giờ mình sẽ play cho các bạn xem cái hiệu ứng này nó sẽ thể hiện như thế nào. Đấy. Thì ở đây là một màu và ở đây là một màu khác nhau các bạn nhé. Nếu cái video các bạn nó có hai người chính là cái vật thể như thế này thì các bạn có thể kéo cái khung này cho nó ra giữa nha. Mình ví dụ nè, khi các bạn nhấp vào nha, đây mình thể kéo cái khung này, thì các bạn lưu ý cho mình cái việc kéo nè. Khi mà các bạn để đây thì các bạn sẽ không kéo được nha, nhưng mà các bạn để ở cái hai góc trên và góc dưới này thì các bạn sẽ kéo được. Các bạn để ở đây đấy. Thì nếu hai nhân vật này là chính mà các bạn muốn cho hai nhân vật này đổi màu khi mà họ di chuyển qua cái vùng của các bạn thì các bạn thì kéo rộng cái màu này ra nha. Đây, như thế này. Đây, mình thể kéo tới đây nè, mình cho các bạn xem lại nha. Đó, hai màu khác nhau ha. Và khi vào khi người ta di chuyển qua cái vùng này thì quần áo người ta nha, màu sắc nó sẽ thay đổi. Đấy. Đó, thấy chưa? Mỗi lần họ đi qua cái là màu thay đổi, rất là hay. Rồi, thì ở đây thì các bạn đã tinh chỉnh được hai vùng. Thì nếu các bạn muốn tinh chỉnh thêm những cái vùng khác thì sao? Thì nó rất là dễ thôi. Các bạn sẽ đưa cái video nó xuống lại. Ví dụ như mình đang có hai video, hai chất là chất 1, chất 2. Và bây giờ đối với chất 3 này, mình lại đưa cái video này xuống nhé. Đây, mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Mình sẽ đưa cái video này xuống. Rồi, nó ở nằm ở chất 3 nhé. Và ở cái video chất 3 này, các bạn chọn vào video chất 3 nhé. Và nhớ là chúng ta sẽ chọn đúng cái video nha. Rồi, video chất 3 này, nó là chính là cái video này. Thì các bạn muốn một góc trên này nó thay đổi màu thì các bạn lại kéo lại nhé. Kéo lại. Đây. Và nhớ là trước khi đó thì các bạn sẽ phải ấn vào cái thanh công cụ có tên gọi là Rob rồi nhé. Mình sẽ kéo nó lại nhỏ nhỏ như thế này. Đấy. Nhảy đi, đúng rồi. Và mình sẽ đổi màu cho cái view ở chất 3 này nhé. Vẫn là cách chọn view ở chất 3 nhé. Các bạn sẽ vào cái mục là Visual Effect. Rồi bây giờ mình sẽ chọn qua cái mục là Color Dry đi nhé. Mình sẽ vừa vào. Khi mà các bạn chọn cái cột là Color Dry này thì hãy nhìn sang cái cột bên phải thì nó sẽ có màu cho các bạn lựa chọn nhé. Và các bạn thể chọn bất kỳ những màu nào ở trên đây. Các bạn thấy là nó đang màu xanh thì cái chỗ khu vực này nó ám xanh nè. Đấy, các bạn thể chọn là ám xanh ít hơn, ám xanh nhiều hơn đều được nhé. Đấy. Rồi, hoặc là các bạn có thể là tinh chỉnh cái màu ở đây. Đó, ví dụ những người này mà đang mặc hai màu khác nhau nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ play cho các bạn xem. Đó. Khi mà người ta di chuyển vào cái vùng này thì cái màu nó cũng sẽ bị thay đổi luôn. Các bạn thấy nó rất là đặc biệt. Do vậy mà các bạn có thể, nếu cái video của bạn nó đẹp, nó đều thì các bạn có thể chia cái này thành 4 cái ô màu khác nhau nha. 4 ô màu khác nhau và khi người ta di chuyển qua những cái ô màu này thì cái màu sắc của quần áo người ta nó sẽ thay đổi, nó rất là đặc biệt. Cái video này thì nó không có được đẹp lắm nha. Cho nên là khi mình chọn cái màu sắc này thì nhìn nó không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên nếu các bạn có một cái video mà cảnh hai người nhảy ở giữa như thế này thì nó sẽ rất là đẹp nha. Cái video này thì nó mình demo cho các bạn xem để các bạn biết thao tác mà thôi. Rồi, các bạn cũng có thể tạo một cái chất nữa màu sắc ở đây bằng cách là các bạn cũng sẽ đưa video xuống thôi, giống như cái bước mình vừa làm nhé. Đưa xuống này, đó, thấy chưa? Nó là cái video chất 4 đúng không? Nó là video này, các bạn thể chọn một góc như thế này chẳng hạn đấy. Các bạn thể chọn cái màu ở chỗ này chẳng hạn đây. Rồi, các bạn lại đổi màu cho nó thôi bằng cách là vào Visual Effect nhé. Mình sẽ chọn qua cái trắng đen đi nha, trắng đen. Rồi sau đó thì mình sẽ thay đổi cái màu này một chút. Đó. Rồi giờ mình sẽ play thử coi nào. Màu chỗ này thì nó chưa đặc trưng lắm nha, mình sẽ chuyển lại. Kéo nó lớn lên một chút đi. Đó, như thế này để cho nó có cái sự thay đổi màu sắc nha. Rồi mình sẽ demo lại cho các bạn xem. Như vậy là mình đã chọn 4 cái video ha, 4 video với 4 cái khung màu khác nhau. Thì đây là một cái cách giúp cho các bạn sáng tạo với video và làm cho video mình nó trở nên đặc sắc hơn nha. Nó trở nên đặc sắc hơn. Và cái cách này thì bạn có thể ứng dụng để tạo ra nhiều cái hiệu ứng đặc biệt khác cho những video các bạn nữa, không phải chỉ riêng màu sắc này thôi đâu nha. Các bạn còn làm được rất nhiều chức năng nếu các bạn biết sáng tạo với nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên đăng ký kênh để chúng ta còn tiếp tục gặp nhau trong những video mới các bạn nhé.